Kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay là cuối tuần, ngày mình chúc toàn thể quý vị mình có ngày nghỉ cuối tuần thật là vui tươi và hạnh phúc nha. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị đi tham quan một cái địa điểm mà trước đây cũng rất là nổi tiếng ở Sóc Trăng, đó là điểm chùa Phật Học. Mình tạm gọi cái chùa này là chùa Phật Học 1 đi ha quý vị. Bởi vì hiện tại là có cái chùa Phật Học 2 nó tọa lạc trên đường Long Phú. Còn cái chùa này là chùa Phật Học tọa lạc tại cái tuyến đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng nha quý vị. Và để biết được cụ thể cái nội thất bên trong của cái ngôi chùa này như thế nào, sau đây mời quý vị cùng tham quan cùng mình nha. Xin mời.